nay rất là được sự kiện bởi thi của các cháu. Dạ vâng. Giống như là cái suy nghĩ bình thường của các phụ huynh bên gia đình. Dạ vâng. Rất là cảm ơn các thầy cô giáo và các thầy cô giáo có những chương trình mà mình cảm thấy là chị đổi mới được nhiều. Dạ vâng. Thì những cái mà xấu hổ một chút được. Dạ vâng, dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ.